Chào mừng các bạn đã đến với bản tin số 18 được sản xuất bởi 500 Road Studio. Renegade, Tai Lu hay Astralis cùng nhiều cái tên khác đã vượt qua vòng loại khác nhau ở nhiều khu vực. Hãy cùng 500 Bros điểm qua những giải đấu đó nhé. Vòng loại EM Sydney khu vực châu Âu với sự góp mặt của rất nhiều cái tên nổi tiếng như Astralis, G2, NIP, Virtus Pro. Tuy nhiên, đội tuyển Đan Mạch nhanh chóng chứng tỏ sức mạnh vượt trội của mình khi không để thua bất kỳ map nào, qua đó giành slot tới Sydney sau khi đánh bại VP. Bên cạnh đó, vòng loại khu vực châu Á cũng chứng kiến chiến thắng của Tai Lu và MVP PK, làm chủ 2 trên 3 slot tới Main Event. Bất ngờ nhất là khu vực Bắc Mỹ, những cái tên như Liquid, Optic, Complexity hay Team One đều ngậm ngùi nhìn NRG có được chiếc vé duy nhất với phong độ chói sáng của Natte và Breeze. Với vòng loại ESL Pro League Season 7 khu vực Đông Nam Á, Signature và Boot Dreamscape chứng minh vị thế đầu tàu của mình khi đứng đầu vòng loại online và sẽ có mặt trong vòng loại khu vực châu Á Thái Bình Dương. Cuối cùng là Renegade giành được slot tới Dreamhack Marseille tháng 5 tới đây sau khi chiến thắng Optic tại vòng loại khu vực Bắc Mỹ. Trong phần tin tiếp theo, hàng loạt những giải đấu vừa được ESL, Star Leader và Blast Pro Series công bố với quy mô cực kỳ hoành tráng. ESL công bố giải đấu đầu tiên trong series ESL One năm 2018 tại Belo Horizonte, Brazil. Giải đấu sẽ diễn ra từ ngày 13 tới ngày 17 tháng 6 với 200.000 đô tiền thưởng, với sự góp mặt của những cái tên mạnh nhất hiện tại như SK, Mousesport, Liquid và FaZe Clan. Mới kết thúc Season 4 cách đây một tháng, nhưng Star Ladder đã tiếp tục công bố Season 5 của giải đấu Star Series I-League với giải thưởng 300.000 đô diễn ra từ ngày 28 tháng 5 tới ngày 3 tháng 6 tại Kiev, Ukraine. Blast Pro Series cũng đã trở lại với Season 2 và số tiền thưởng 250.000 đô. Liệu ai trong 6 đội tuyển quen thuộc Astralis, Cloud9, FaZe, NIP, SK Gaming và Space Soldier sẽ lên ngôi vô địch tại Istanbul tháng 6 tới? Và bây giờ, hãy cùng 500 Bros điểm qua thị trường chuyển nhượng vô cùng sôi động trong tuần thi đấu vừa qua. Đội hình Liquid chia tay Steel chỉ sau 5 tháng thi đấu, thay thế cho anh là cái tên quen thuộc Taco sau khi anh chàng này rời khỏi SK Gaming hồi đầu tháng. Alu chính thức xuất hiện lại trong nền CSGO thế giới với đội hình Phần Lan dưới cái tên MC. Nhà vô địch PGL Major Gambit đã chuyển trí EGL từ tay Hobbit sang cựu player Navi mới chuyển sang Size. Hen và Lucas chính thức rời não team Como sau quãng thời gian thi đấu vô cùng tệ hại của đội tuyển Brazil này. KNG quay trở lại với lineup. Tâm điểm của chuyển nhượng tuần qua là sự kiện Stevie 2K khoác áo SK Gaming. Đây là một bước tiến lớn với Fallen và đồng đội khi lần đầu tiên đội hình này xuất hiện player nước ngoài. FNS là cái tên thay thế Stevie 2K tại Cloud9. Tuy nhiên, với chỉ 4 người trong đội hình, Skarudo, thành viên đã thông báo nghỉ thi đấu CSGO hồi đầu tháng, vẫn sẽ phải thi đấu cho Cloud9 khi chưa có sự thay thế. Đội tuyển top 1 hiện tại, FaZe Clan, sẽ tạm thời thi đấu với Exit sau khi Olofmeister thông báo nghỉ một thời gian giải quyết vấn đề cá nhân. Sau thất bại tại một loạt những vòng loại trong khu vực, Flash Gaming quyết định chia tay với cầu thủ ngoại quốc Kaze. Đây là lần đầu tiên đội tuyển Boot Dreamscape ký hợp đồng với Winter, một player có quốc tịch Kazakhstan. Tuy nhiên, bản hợp đồng này vẫn chưa đạt được hiệu quả ngay khi đội tuyển này mới thất bại trong việc giành slot tới Asia Championship ngày 2 tháng 4 vừa rồi. Các thông tin về thị trường chuyển nhượng vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin về CSGO. Hãy cùng 500 Bros tiếp tục đến với tựa game đang rất hot, PUBG. Bluehole rất biết giữ lời hứa của mình khi cho người chơi thử nghiệm bản đồ 4x4km Savage trong đầu tuần vừa rồi. Bản đồ Savage mới được rất nhiều phản hồi tích cực với địa hình cũng như các công trình tối ưu hóa hoàn toàn cho việc giao tranh. 4 ngày chạy thử nghiệm bản đồ này thực sự là một bữa tiệc đẫm máu cho người chơi.
Bối cảnh của bản đồ đậm chất Đông Nam Á với những khu vực nhiệt đới rậm rạp, những cây cọ ven biển, những ruộng lúa hay những ruộng bậc thang, tất cả đều rất quen thuộc với game thủ Việt Nam. Tuy nhiên, đây mới là bản đồ thử nghiệm nên đồ họa chưa hoàn thiện, tình trạng giật lag và lỗi xảy ra khá nhiều. Nhà sản xuất cũng cho biết, khi bản đồ Savex được đưa vào vận hành chính thức thì sẽ có rất nhiều sự thay đổi và cải tiến so với hiện nay. Không những đưa ra thêm bản đồ mới, Bluehole còn đưa thêm ra một event cực kỳ hấp dẫn với người chơi, đó là TQL Sunrise. Nói đơn giản về chế độ chơi này, bạn chỉ được phép sử dụng vũ khí cận chiến và shotgun trên bản đồ Miramar với tần suất spam mũ giáp 3 gấp 3 lần cùng với cả vũ khí tầm gần. Chế độ này được đông đảo người chơi ủng hộ. Tại event này, bạn có thể chứng kiến những màn shotgun đẫm máu, điều khó có thể thấy được những trận đấu public bình thường. Trở lại với nền PUBG Việt Nam, sau 2 ngày thi đấu vô cùng sôi nổi, giải đấu Palace Champion Cup đã tìm ra được nhà vô địch, đó chính là Viking Gaming. Sau 3 tháng liên tục diễn ra, hệ thống giải PUBG Online lớn nhất tại Việt Nam, Palace Cup đã đi đến trận chung kết mùa đầu tiên với 20 cái tên mạnh nhất đại diện cho cộng đồng như FFQ, Noobboy, Off Gaming hay Refund Gaming của Độ Misi và Viking Gaming. Sau 5 round đấu căng thẳng với những màn đấu súng đẹp mắt, Viking Gaming đã vượt lên tất cả các đội tuyển còn lại. Với 2 top 1 cùng 32 kill trong 5 trận, họ đã lên ngôi vô địch của giải đấu với số điểm 1.195, cách xa đội tuyển thứ 2, Refund Gaming tới 255 điểm. Refund Gaming, Mercenary và Divine Esports cách nhau có 70 điểm trên bảng tổng soát. Tuy nhiên, chỉ với hơn 30 điểm thấp hơn đối thủ Mercenary, Divine Esports đã phải nhường top 3 chung cuộc cho các chàng trai đến từ Mercenary Clan. Với chiến thắng này, Viking Gaming đem về 20 triệu tiền thưởng, Refund Gaming có trong tay 12 triệu và Mercenary 8 triệu đồng. Palace Cup sẽ tiếp tục với các giải Palace Open Cup tiếp theo trong tháng 4. Họ đã có một kill cùng đó là Taket. Cao Sleep vừa bị đâm chết ở vị trí giữa. Vâng, đó là một tình huống VEG có vẻ như đang muốn bắn nhau cùng với The New Team. Vừa nó đâm xe lên. Vâng, wow! Cờ liệu hoàn toàn đội hình The New Team với một tình huống đâm xe. Đó là vị trí của Kai. Vâng, các bạn thấy là bên phía của The New Team. Một tình huống mà tôi không thể tin nổi là bắt mình cái quái đang xảy ra vậy Kai. Ôi trời ơi, Kai di chuyển một chiếc xe 3. Lại một lần nữa thì một tôi không biết nói gì nữa, có lẽ bây giờ tôi nổi hết da gà rồi. Phi xe từ sườn núi lên, 3 thành viên của The New Team đang đứng ở trên đỉnh núi ngay tức bị xe đâm chết luôn. 19 team, vậy là bên phía The New Team dừng lại top 20 trận đấu này. Bản tin số 18 được sản xuất bởi 500 Bros Studio đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Nhớ ủng hộ bọn mình bằng cách like cũng như subscribe kênh. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo. Tâm linh luôn, và tâm phát là shot luôn. Đi nói nhiều. Logic của mấy thằng này. Cái lồn gì đây, cái lồn gì đây? Smoke lại mới nhỉ? Smoke gì đây? Đây rồi. Học được quả súng mới. Nào nào, ui, cần vết này. Ủa, cái lồn. Con gì con này? Cái con mẹ này. Ủa, nó biết gì kia, nó biết thằng này ở đây sao? À không, bây giờ nó biết địt con mẹ. Sao It was at this moment that he knew. He fucked up.